cái cai. Bây giờ bà con bác lợi chia sẻ giúp dùm mọi người. Đó. Bà con bác lợi chia sẻ giúp dùm. Bây giờ cô này đây nè, bây giờ cô này cũng bị lừa, cũng lên TikTok. Cái gì trên mạng xã hội là lừa đảo bà con, cái nào được trên mạng là lừa đảo, nên mọi người là vâng cảnh giác. Hiện nay cô này tôi lên TikTok mà bị lừa hết 465 triệu, gần nửa tỷ đồng, nên mọi người là vâng chia sẻ cho tôi. Cô cho rằng cô là học tên gì? Nguyễn Thị Chờ. Nguyễn Thị Chờ, cô sinh năm mấy rồi? Năm 1956. Cô sinh năm 6, cô bị lừa 465 triệu là lừa bằng cách nào, cô nói rõ lớn lên. Công ty BTC. Rồi. Rồi có một thằng là Hồ Ngọc Phương Hải. Và lý do sao mà cô biết, cô biết cái đối tượng này là cô chơi, cô bị lừa là sao, cô nói cho rõ. Trong TikTok á, nó kêu cô muốn kiếm tiền thì để em chỉ cho chị kiếm tiền. Rồi. Là chị vô TikTok là chị làm có tiền là rồi. Chị mình bắt đầu nộp vô có 2 triệu rưỡi à, là bắt đầu tới chiều tới tối nó 2 triệu rưỡi, nó có cho cô lời được chưa? Mai nó cho 500, cho 500 ngàn, đó bị lừa 500 ngàn là mê, lúc đó mê. Đó rồi cái ngày mai nữa là nó, rồi sao nữa được 11 triệu 500. Buộc cho 500 ngàn nó có gửi tiền cho cô không? Là nó đưa cho 3 triệu rưỡi. Nó đưa 3 triệu rưỡi, có gửi gì tài khoản cho cô không? Có gửi gì từ cô nhận được không? Nhận được 3 triệu rưỡi. Đó nó này vụ quả lại được lấy 500 triệu rưỡi rồi. Xong, nó kêu á là giờ vay cho em là 30 triệu nữa. Rồi nó kêu đóng thêm 30 triệu phô rồi vụ vụ á, rồi một lần đóng 50 triệu nữa. Rồi sao nữa? Ê, thật, rồi nó nói giờ á là đóng vô á là đi vay ngân hàng 280 triệu bỏ vô nữa. Rồi đi ba cái đi vay ngân hàng nữa hả? Vay ngân hàng. Sao mà không hỏi con cháu? Sao bà chơi bà không nó hỏi con cháu? Thấy chưa, nó vụ hay chưa? Bà phải hỏi con cháu, ủa này của mình chơi này sao? Xong cái bắt đầu nó nói giờ kêu rút tiền ra, nó nói rút không được. Giờ đóng thuế 142 triệu. Thấy chưa? Thì nó chịu là 100 triệu, mình chịu 42 triệu. Sau khi nó đóng có 7 triệu, nó bắt mình chịu là 72 triệu. Rồi sao nữa? Rồi xong bắt đầu nó kêu mình đóng phạt 60 triệu. Ờ đóng phạt nó quá chừng nó chịu 40 triệu. Nếu sao bà hỏi con cháu ở trên mạng là nó lừa ảo mà nó lừa đảo mà sao cô bà về mà đóng tiền chi? Nó kêu mình đóng vô 2 giờ 24, nó đóng 40 triệu, mình đóng 20 triệu. Rồi sao nữa? Mà đóng tổng cộng là hết 94 triệu. Rồi 94 triệu rồi sao nữa? Là tổng hết là giờ nó nhắn tin, nó mới nhắn tin nó kêu con chị chỉ chạy xuống bố gặp tôi ngay quán cà phê. Ủa công ty quán cà phê là tôi đi lấy tiền giùm chị. Vâng. Chị ngồi đó chờ thẻ, chờ thẻ ngân hàng, chờ rút tiền ra. Vâng. Chị chạy luôn nữa đó. Bà giờ nó vẫn còn nhắn tin đi hoài. Ờ bây giờ bà nộp hết vô kỳ rồi, nộp 465 triệu. Ủa nộp xong mà nãy bà nó mới 9 mấy triệu mà chưa tới tiền rồi sao? Đầu nói tiên, rõ đầu tiên đầu tiên là 11 triệu 500. Rồi rồi tấn là 80 triệu. Rồi hai lần á, 80 triệu, lại 160, 11 500 nữa lại là 280. Ừ là 465 triệu, là một lần đóng thuế là 80 triệu, một lần đóng 24 triệu, một lần đóng 20 triệu nữa. Ủa bà lên TikTok cái trang nào mà chỉ coi TikTok cái trang nào đâu bà lên kỳ á? Rồi bây giờ nó xóa tại trong cái này nè, nó xóa gì, nó xóa cái TikTok của nó rồi còn trong cái điện thoại đó. Đó bà con có đợi chia sẻ mạnh lên bà coi mọi người. Hiện nay là đừng có nên lên mạng chơi. Với TikTok nó kêu là vô chơi trò chơi là có kỳ. Lúc đó nó dụ cho mình, dụ mình. Nó dụ mình lời, nó cho mình lời vài 3 triệu ha. Vài ra 300 tiền tham, tham cái đóng vô nữa, nó bắt mình ép mình đóng vô nữa. Đấy, giờ TikTok nó giờ nó tên Hồ Ngọc Phương Hải. Hồ Ngọc Phương Hải không? Hồ Ngọc Phương Hải. Đó, bà con thôi được. Bà con với cái TikTok này bây giờ nè. Rồi. Hồi vừa còn không thì cái xưa bây giờ nó khó TikTok rồi, bây giờ trong Zalo nó còn thôi. Zalo thành cặp bảy, thành Zalo thành cặp bảy, thẻ ngân hàng của nó cũng không lập được. Cũng thẻ ngân hàng cũng bảy luôn đó, nên mọi người là bên chia sẻ mọi người hiện nay là rất là người đang đợi đang chờ, nên mọi người cũng cảnh giác vấn đề này. Hiện nay là lên mạng xã hội, lên TikTok, Facebook rồi trên mạng gì trên mạng là lừa đảo hết. Nó bắt cô này chơi trò chơi kiếm tiền, lúc đầu nó cho cô này lời được 500 ngàn, 3 triệu rưỡi. Đến hồi cô kêu bắt cô này đóng thêm 30 triệu nữa là nó chỉ phải cho cô này quen, nhưng mà tại mình tham, mình mê tiền, mình nghe một tiền mình mê chứ mình đó mình không còn minh mẫn nữa. Nên mọi người vẫn chia sẻ vấn đề này. Để tôi nói lúc đầu nó cái gì trên mạng là lừa đảo ha. Đó, cái gì trên mạng lừa đảo, hiện nay bọn buôn người ở bên Campuchia. Nó người Việt Nam mình bán, người Việt Nam mình qua Campuchia bán cho người Trung Quốc, người Trung Quốc đứng chủ làm chủ.
người Trung Quốc bắt mình ngồi trên mạng, trên máy tính, người Trung Quốc bắt mình ngồi trên máy tính để chi, để lừa đảo người Việt Nam mình. Đó, chủ trò chơi như mượn tiền ngân hàng nè, vay ngân hàng là một nè, rồi chơi chứng khoán nè, làm nhiệm vụ ở nhà nè, rồi chơi hàng online nè, là like khách cấp nè, nói chung đủ thứ. Bây giờ có thể chỉ cần cái số tài khoản ngân hàng hiện nay đó, tôi nghe là nó mua bán trôi nổi trên thị trường á, số tài khoản đừng nghi là số khoản là biết nhà cửa, nó không phải đâu, số khoản là nó mua ha, nó báo thầy nó mua đó, nó mua mấy con nghiện thì kia, nó mua sinh viên thì kia đó, rồi mình thua đó, thấy không? Nên mọi người làm bưng cảnh giác nha. Đây bây giờ nè, bây giờ sự việc gì của cô này là rất là đau khổ, mất hết gần nửa cây đồng 465 triệu đó. Bây giờ cô có đôi lời nào cô nói cho mọi người cảnh giác, không có như cô nữa, không ai mà 97 như cô là chú chơi sao, cô nói cho rõ từ đầu đến cuối thì cô nói. Đầu tiên nó nói chị vô TikTok chị cho vậy là em hướng dẫn cho chị làm kiếm tiền rồi. Là kiếm tiền mua đất, chị thiếu nợ ngân hàng chị cũng trả hết luôn rồi. Chị là sướng luôn rồi. Chị khỏi gì hết, cứ đấu chơi chút là chị có được vài chục triệu rồi. Phim đầu nó nói là 69 triệu, cái đêm thứ hai nó nói là 78 triệu, cái đêm thứ ba là nó chuyển vô cho 236 triệu, là được 160 mấy triệu nữa. Nó chỉ vô mà có chỉ vô số khỏe của cô hay là cô bị ảo? Bây giờ 1.2 tỷ. Không, ý cho cô hỏi cô nè. Nè, nhưng mà cô em có chỉ vô tài khoản ngân hàng của cô thấy chưa? Ảo thì ảo mà. Nó chỉ vô cái ảo của cô bà đó, cái chỉ vô tài khoản BTC á. BTC gì? Ảo. Ảo hết, để cái dùng ảo hết. Nhưng mà lúc đầu nè, cô hỏi cô nè, lúc đầu đó có cho cô lời được triệu nào, có cho chỉ vô số tài khoản ngân hàng của cô á? Có chuyển cho cô nhận được tiền không? 500 ngàn. Có 500 ngàn hả? Rồi rút tiền ra luôn. Rồi rút tiền ra. 2.5 triệu rút ra luôn 3 triệu. Rồi. Thì sau á là nó đưa ba chuyển lại 3.5 triệu lấy 3.5 triệu thôi. Nó chuyển bà ba nữ không? Có. Vốn của bạn nhiêu? Vốn là hết 80 triệu. Chết nữa rồi, thấy chưa? Rồi, tôi thấy nó vụ mình hay quá. Mấy bà thấy 1 triệu bà bơi thì cũng rất là đau khổ. Nó kêu đi dây cái ngàn mở vô đi, con đêm là 60-70 triệu là có tiền mua đất đồ. Nó dụ cô không? Mà sao nó nói mình nghe dữ lắm. Nó không có nghe, tại mình mê tiền, mình thấy mùi tiền mình mê cái đầu của mình, cặp thằng mình. Mua đất là mua đất 4 mét á. Mua đất có 3, nó có 3 mét mà. 3 mét. 3 mét, 4 mét, 3 mét. 3 mét thôi à? 3 mét sâu vô, chiều sâu lên nhiêu ta? Mấy tắc luôn rồi. 10 tấc á. Là mua lại tầng ngầm 6 tấc. Chiều sâu 2 mét, chiều sâu 2 mét. Đúng rồi, sâu 2 mét mà. Nhờ chú Mãi giúp đỡ của em cho. Bây giờ cô phải dẫn hướng dẫn cô đến phòng an ninh mạng của cảnh Bình Dương để cô trình báo là kêu cô sao ok những gì mà cô chuyện kỳ nó em. Bây giờ nói chung là giờ này giờ có phòng an ninh mạng thôi giúp cô thôi, nhưng mà thực chất ra cái này cũng khó lấy lắm, thì cái này thì khó lấy, chắc là đau khổ của những người mà lên mạng xã hội, trên mạng xã hội thì như là ảo không em, nó thẳng gì bà con bác hơn. Bà con coi, bà con phải cảnh giác cái đời này. Một lần nữa, có gì bà con có gì điện thoại cho em Nguyễn Hải qua số đội là 0913 785 858. Bà con chơi mà có thấy cái gì mà chơi gì, bà con cứ thấy cái nào mà dấu hiệu mà lừa đảo thì bà con cứ điện thẳng cho tôi trả lời. Chứ bà con chơi xong bà con đóng tiền xong bà con mới đến đây. Y như cái đây là bác sĩ mà chơi rồi mới đến đây, mới gặp hiệp sĩ, thấy không? Có hình, hôm nay hình nó thôi, hình cho nó đảo không? Hình trên mạng xã hội đảo. Chừng nào cô mà điện thoại mà gặp hình nó, thấy con gia lô một gặp hình đó thì cô chụp hình lại đưa con sẽ giúp cho cô bắt được nó. Con này là hình trên mạng là ảo không à? Chứ cô có nói chuyện cô gặp hình không? Nó nói chuyện nó né mặt qua đó, anh là biết là nó lừa đảo rồi, nói chuyện né mặt là lừa đảo rồi, hiểu chưa? Bây giờ cô nói chuyện nó được nè, nó mắng nhắn tin đâu thôi, giờ nói chuyện đi, nói chuyện rồi cô lớn rồi, có số hộ đâu? Có. À đi số hộ nó được. Điện lớn lên rồi đi. Điện đó giờ tôi đóng như kỳ nữa. Rồi bây giờ mình có phải là chia sẻ giúp mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ giúp giùm hiện nay tôi quá đẩy. Và hỏi giờ là bị lớn. Gọi đi. Cô gọi đi. Giờ là nó không nghe đâu. Điện đi, điện thử coi. Giờ cô đóng như kỳ nữa. Đúng là thầy trò đến nhau đó. Đóng thêm nhiều kỳ đi con, tôi chạy ngân hàng. Cũng nói mà giống như cô đóng nhiều kỳ cũng chạy ngân hàng. Đi ra ngày nay đến ngày còn muốn như ngày. Không biết.
Cúp máy điện bình thường đi. Đi rút cam rút tiền về rồi mà chị không sao đâu, chị lo lắng quá buồn hoài à. Thôi bây giờ ra, bây giờ điện thoại cho nó tự không được nên mọi người làm ơn chia sẻ cái gì trên mạng sao là lừa đảo ha. Bây giờ có chuyện gì bà con mà thấy ra cái số mười kỳ mà nó lừa, nó thấy muốn lừa đảo thì điện thoại qua trực tiếp Quỹ Nên Hải, Quỹ Nên Hải thì hướng dẫn nha bà con, không có cái gì trên mạng lừa đảo hết. Bà con cảm ơn mọi người hãy chia sẻ mạnh lên, chia sẻ mạnh lên. Cảm ơn